Phùng Ngọc Huy tổ chức sinh nhật hồng cho con gái, ốc Thanh Vân xúc động. Ba vẫn hát bài đó cho con. Sau khi từ Mỹ trở về, sau 8 năm xa xứ, Phùng Ngọc Huy dành phần lớn thời gian cho con gái La Vi để bù đắp quãng thời gian hai cha con xa nhau. Mới đây, nam ca sĩ tổ chức tiệc sinh nhật 10 tuổi đầy hoành tráng cho ái nữ và mời những người bạn thân thiết đến tham dự. Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc trong buổi tiệc sinh nhật của La Vi và bày tỏ sự vui mừng khi hai cha con đoàn tụ. Nữ diễn viên xúc động bày tỏ, ngày sinh nhật con 1 tuổi, ba Huy hát bài con gái nhỏ của ba. Tối qua con tròn 10 tuổi, ba vẫn hát bài đó. Con vẫn là con gái nhỏ và chặng đường phía trước còn rất dài. Hai cha con cố gắng nhé. Cuộc đời là những bất ngờ và đôi khi có những sự phải xảy ra, như thể đã sắp đặt. Hai cô Mi Mi Chu thật tuyệt vời, biết ơn vô vàn. Cô Trương Bảo Như tối qua đi làm không kịp về. Mọi người ai cũng mừng cho hai cha con, ngập tràn hy vọng. Trong tiệc sinh nhật tròn 10 tuổi, Cô bé La Vi mặc váy hồng xinh xắn cùng tông với không gian tiệc. Cô bé vui vẻ tạo dáng khi chụp ảnh cùng ba và gia đình ốc Thanh Vân. Phùng Ngọc Huy cũng tất bật lo tiếp đón khách mời để mang đến một ngày vui trọn vẹn cho con gái. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều người xúc động và gửi lời chúc đến hai cho con. Mong La Vi sẽ có một đời vui vẻ bình an với nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước. Sau khi về nước, Phùng Ngọc Huy cho biết, lần này anh về Việt Nam 3 tuần, kín lịch gặp gỡ và giải quyết công việc. Vì muốn bên con, anh đưa bé theo, để giải quyết xong là hai ba con trò chuyện đi chơi luôn. Những ngày này bé La Vi tạm xa các cô bảo mẫu, qua sống với ba nhà ông bà nội. Hiện bé vẫn học hè, nên nam ca sĩ chưa lên kế hoạch cho con đi du lịch cùng gia đình. Anh cho biết muốn tranh thủ dịp này cho con nhiều kỷ niệm đẹp bên người thân. Vừa qua trong một talk show với danh hài Thúy Nga, ca sĩ Lưu Gia Bảo bạn thân của Phùng Ngọc Huy gây chú ý khi tiết lộ về cuộc sống của Phùng Ngọc Huy tại Mỹ trong 8 năm qua. Theo lời Lưu Gia Bảo, Phùng Ngọc Huy phải trải qua nhiều khó khăn vì chờ đợi được cấp thẻ xanh. Cùng thời gian chờ đợi này, gia đình Phùng Ngọc Huy liên tục xảy ra biến cố, nhưng anh lại không thể về Việt Nam. 8 năm chờ đợi, rất nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy. Có giai đoạn Huy lần lượt mất nhiều người thân trong gia đình kể cả Mai Phương, nhưng không thể làm gì, cũng không được gặp con, điều đó thật khủng khiếp mà không nói được với ai. Theo lời bạn thân, Phùng Ngọc Huy không chỉ áp lực tinh thần mà còn mang gánh nặng kinh tế bởi anh luôn ấp ủ bảo lãnh con gái sang Mỹ định cư. Để trang trải cuộc sống, nam ca sĩ phải đi hát, bán hàng online mỗi ngày. Mỗi ngày anh chỉ ngủ từ 5 đến 6 tiếng. Anh còn đều đặn gửi tiền từ Mỹ về cho bảo mẫu nuôi nấng con gái làm tròn trách nhiệm của một người cha với ái nữ.